thì em đang nằm trên nhà thôi thì nó sập, nó ngùi ngùi xuống thì em nghĩ lúc đầu là chỉ là kiểu vỡ kính hay là gì ở đâu thôi ấy. Nhưng mà thì mình ra ngoài chạy ngoài thì khói bụi bụi mù mịt rồi là nó sập xuống đấy, nghe như là nó như là kiểu nổ mìn nó sập ấy. Ui ngùi ngùi xuống. Vâng. Có biết nguyên nhân là gì không? Dạ em nghĩ là do kiểu dạng đêm qua mưa ấy, mưa cả đêm ấy, xong rồi bây giờ nhà cũ quá rồi, lâu rồi. Thực ra trước người ta cũng bảo là giải tỏa khu này rồi nhưng mà nó chưa ấy mà. Ở trong khu dân cư này bây giờ thì có phải bao nhiêu? Dạ trong khu dân cư ạ. Khu dân cư thì tắt đến 100 hộ không phải bác nhỉ? Đến tầm 100 hộ, 100 hộ mỗi nhà khoảng 4-5 người ấy. Dạ. Thế theo em nhìn thấy thì đã có khoảng bao nhiêu người được giải cứu ra rồi? Dạ thực ra thì theo em thì chắc là nhà trong này chỉ có, trong xóm em thì không có nhiều đâu ạ. Chỉ có một vài người thôi, còn chủ yếu là toàn là người kiểu người ta đến mở chợ ở đây ấy, thì đấy người ta không đi về kịp thì người ta vẫn ở đây thì đấy luôn. Mắc ở trong rồi. Vâng, mắc ở trong rồi ạ. Thế người thân của em thì bây giờ ra ngoài hết rồi? Dạ người thân em ra ngoài hết rồi.